Android thì chúng ta một cái ứng dụng Android nó sẽ có bốn cái component, bốn cái thành phần. Mình nó gọi, người ta gọi cái khái niệm này là component luôn. Là một ứng dụng Android sẽ có bốn cái component bên trong, có thể có bốn cái component bên trong. Cái component đầu tiên đó là activity. Thì cũng nhắc lại với các bạn là một ứng dụng Android có sẽ có nhiều activity, chứ không phải là có một activity. Và mình tính đây là component, tức là trong một component nó có thể có nhiều cái component con bên trong. Cái loại component thứ hai nó chính là service. Thì activity là đại diện cho thành phần có thể tương tác với người dùng, thì service sẽ đại diện cho cái thành phần mà chạy nền. Cái thứ ba là broadcast receiver, thì đây là cái cơ chế mà chặn sự kiện hệ thống ha. Cái thứ tư đó là content provider, cái cơ chế cho phép chúng ta tạo ra dữ liệu mà có thể chia sẻ qua nhiều cái màn hình Android khác nhau, nhiều ứng dụng Android khác nhau. Rồi thì riêng đối với cái content provider thì sau cái bài này thì chúng ta qua đến bài database. Các bạn học trong database SQLite chúng ta mới làm việc được. Rồi, về nội dung bài này thì trong bài này sẽ trình bày với các bạn các vấn đề. Thứ nhất là nói về Android Service, thứ hai là phân loại Android Service, và thứ ba nói đến cái cơ chế là notification, thông báo trong ứng dụng Android. Thì trong bài này thì thầy sẽ hướng dẫn với các bạn tạo những cái thành phần như thầy vừa giới thiệu với các bạn ha. Rồi, đầu tiên á là nói về cái Android Service. Thì ở đây á thì khi nói về Android Service á thì các bạn có thể hình dung đây là một cái thành phần phần mềm chạy nền. Tức là thầy lấy ví dụ như là trong ứng dụng là Windows trước đi ha, trong Windows Form trước đi, hay trong web cũng được. Khi bạn thực hiện cái việc download file thì các bạn thấy rằng á, nếu chúng ta xử lý cái tiến trình download file bình thường, không có gì khác thường hết các bạn ha, bạn sử dụng một cách rất là bình thường, thì vấn đề gì sẽ xảy ra? Theo các bạn là khi bạn xử lý cái việc download file thì vấn đề gì xảy ra các bạn? Ai biết nói thì nghe thử. Alo. Khi mà các bạn xử lý download file bình thường thôi thì cái gì sẽ xảy ra? Bạn thử suy nghĩ trả lời thầy coi. Theo cách xử lý lập trình bình thường của mình á, khi các bạn download file như vậy thì cái vấn đề gì xảy ra, các thao tác gì xảy ra ở đây? Thử suy nghĩ trả lời cho thầy được coi. Alo. Cái quá trình mà download diễn ra song song với cái tiến trình đang chạy phải không thầy? Không, em xử lý bình thường, có em lập trình em xử lý thì nó có song song không? Và là nếu mà em nói là song song thì là trình xử lý cái vụ song song nó như thế nào? Thì về cơ bản á, nếu các bạn xử lý thì theo thầy nghĩ ha, đó là chúng ta sẽ xử lý theo kiểu tuần tự chứ không được song song đâu, đúng không? Nếu mà các bạn xử lý á, thì theo thầy là các bạn sẽ đang xử lý theo kiểu tuần tự. Và nếu các bạn xử lý theo kiểu tuần tự á, thì vấn đề gì sẽ xảy ra các bạn? Đó là cái chương trình chính nó bị treo lại, đúng không? Nếu các bạn xử lý tuần tự thì có phải chương trình chính của các bạn nó bị treo lại không? Nó đợi cái quá trình download làm xong rồi mình mới tiếp tục công việc được. Và bạn thử suy nghĩ xem cái phần thầy nói có đúng không? Nếu chúng ta xử lý theo kiểu tuần tự thì chúng ta lại phải chờ cái tiến trình download xong. Đó thì theo cơ chế xử lý bình thường của chúng ta thôi. Và trong Android, trong các cái chương trình trên Windows thì người ta vẫn cho các bạn có được một cái khả năng, đó là làm chạy dạng thread. Thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái thread để mà xử lý cái vấn đề download, để mà cho cái thread nó chạy trên một cái vùng bộ nhớ khác, được không ạ? Và khi mà cái thread của chúng ta chạy trên một cái vùng bộ nhớ khác á, thì các bạn sẽ thấy rằng á là khi mà chương trình mà chạy cái thread lên thì chương trình chính chúng ta vẫn tiếp tục công việc đang chạy trong chương trình chính, còn thread nó chạy trên một cái vùng bộ nhớ khác thành một cái phần song song với chương trình hiện tại. Do đó nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chương trình hiện tại. Các bạn nghe lại, bạn xem lại coi nó có đúng như là những cái gì mà thầy vừa trình bày không? Thì trên đây thì chúng ta nói nó là chính là cái phần
multi-thread đúng không ạ? Trên Android thì Android vẫn hỗ trợ chúng ta cái cơ chế multi-thread. Tuy nhiên vì cái vấn đề là kết cấu của hệ thống, cho nên cái việc sử dụng thread trên Android nó không hề dễ dàng và thao tác của nó khá là phức tạp. Và ban đầu thì Android tận dụng cái khái niệm thread của bên Java. Tuy nhiên việc tạo và kiểm soát thread nó trở nên khó khăn, tại vì vấn đề là pin, thời lượng pin và quản lý vấn đề quản lý bộ nhớ. Thời kỳ ban đầu thì Android nó sẽ không có đủ nhiều bộ nhớ. Thì như vậy á, thì người ta mới đưa ra một cái giải pháp, đó là sử dụng cái background task ha. Thì khi sử dụng cái background task á, thì nó giải quyết cái thư viện background task ở đây á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được một phần của vấn đề, nhưng mà cũng không ổn. Cho nên là về sau này á, thì Google mới đưa ra cái khái niệm là service. Thì thực ra thì một cái service nó xem như là một cái thread, và khi bạn tạo ra một service thì service này nó sẽ chạy trên một thread riêng, nó nằm trên một cái vùng bộ nhớ khác với cái activity hiện hành, rồi sau đó nó sẽ hoạt động. Và thậm chí theo kết cấu của thread thì có những cái thread nó không cần có activity, khi chạy lên nó chạy độc lập nằm ở phía background, nó chạy nền thôi, nó hoàn toàn không cần phải chạy background luôn các bạn, thì vẫn được các bạn ha. Thì đó là một cái cơ chế thread riêng, thì cái này các bạn có thể nghiên cứu thêm. Tuy nhiên á, thì từ phiên bản Android 8, xin lỗi các bạn chút xíu nha, từ phiên bản Android 8 á, thì Google nhận thấy rằng á, là việc chạy thread á, ở phía background nó gây ảnh hưởng khá lớn về mặt performance lẫn về cái việc tiêu thụ pin. Và vì cái ứng dụng Android ngày càng nhiều cái dịch vụ tích hợp bên trong nó, lẫn cái màn hình nó có kích thước lớn hơn, nhưng mà cái cục pin thì nó không tăng nhiều, nhờ dung lượng pin nó không tăng nhiều, dẫn đến cái chuyện là để mặt đẩy mạnh cái về cái thời lượng sử dụng pin và cải tiến về mặt performance, thì ứng dụng Android bắt đầu hạn chế lại các dịch vụ chạy ngầm. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải ở đây. Ứng dụng Android sẽ hạn chế lại cái dịch vụ chạy ngầm, dẫn đến là bây giờ thì service nó bị hạn chế rất là nhiều trong Android. Rồi hạn chế thì hạn chế có nghĩa là service có thời gian chạy ngầm không lâu, nhưng mà vẫn chạy ngầm được nha các bạn, chứ không phải là không chạy ngầm được luôn, bị chặn mất chế độ chạy ngầm luôn. Service không hề bị chặn mất chế độ chạy ngầm luôn. Đó là cái mà các bạn lưu ý dùm cho thầy ở đây. Rồi tất cả những cái activity sử dụng service sẽ thực hiện các cái hoạt động và cho phép chúng ta có thể là truy cập đến các cái tài nguyên trên nhiều giờ. Rồi các dịch vụ có thể chạy tách biệt, bạn thấy không? Run separately và có thể là không cần sử dụng giao tiếp người dùng. Rồi tiếp theo á, thì các bạn sẽ thấy rằng á, là cái service là một cái thành phần khá là hay đúng không? Tuy nhiên á, thì hồi xưa khi trên những phiên bản cũ thời Android 4, Android 2 á, thì khi bạn mở cái phần mà quản lý service của Android lên là background task á, phần quản lý service background task, thì các bạn thấy có khá nhiều service đang chạy và đang chiếm RAM, chiếm CPU, chiếm dung lượng pin. Nhưng mà ngày nay thì Google đã dẹp hết những cái này rồi. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ giảm bớt được cái ảnh hưởng đang xuất hiện ở đây. Thì cái này á, thì các bạn có thể là xem thêm. Ngày nay mình sẽ không tìm ra được cái background static đâu các bạn ha. Static là các bạn thống kê về cái process đang chạy đâu, vì Google đã dẹp rồi. Rồi, về phân loại service ở bên Android thì hiện nay á,
thì Android đang có về bản chất ấy, thì thực ra Android có hai loại service thôi các bạn. Một á là chúng ta sẽ có cái gọi là back, mà gọi là background service, nhưng mà gọi là bound service, background service, bound service và unbound service, chỉ có hai cái này thôi. Rồi từ đó người ta mới chế ra, chuyển ra thành nhiều cái dạng khác nhau. Thì cái này là cái bound service và cái này gọi là unbound service. Thì đối với cái bound service á, thì cái service này nó là một thành phần, một cái component trong một cái ứng dụng. Và khi ứng dụng chạy lên thì sẽ có cái màn hình tương tác để mà cho cái tương tác với cái service. Và các bạn có thể tắt cái cửa sổ, tắt cái activity ứng dụng đi, service nó chạy ở dưới. Và bất kỳ lúc nào các bạn vẫn có thể mở cái ứng dụng lên, tức là mở cái activity lên, và nó sẽ liên kết ngược trở lại với cái service này. Thì cái này thì các bạn có thể là dễ, rất là dễ hình dung. Bạn biết những cái chương trình nghe nhạc trên Android không các bạn? Bạn còn nhớ những cái chương trình nghe nhạc trên Android không? Thì nếu các bạn nếu các bạn có dùng những chương trình nghe nhạc trên Android, không phải là cái bài demo hôm trước thì cho các bạn đâu nha. Nếu các bạn có dùng những chương trình nghe nhạc trên Android thì các bạn sẽ thấy rằng một số chương trình nghe nhạc nó đang chạy ở dạng service. Và khi bạn chạy ứng dụng lên thì bạn có thể nghe nhạc, nhưng mà bạn có thể ẩn cái ứng dụng xuống, tức là cho ứng dụng chạy ở background, nhạc nó vẫn phát. Còn các bạn đang chơi game thì không được như vậy. Cái game đang chạy lên thì bạn có thể tương tác được, nhưng mà bạn đưa tắt cái, không phải tắt đâu nha, bạn thu nhỏ cái cửa sổ game cho nó chạy background thì game nó sẽ đứng lại, nó không chơi được nữa ha. Và có một số game á là gọi là game real time á, mà bạn đang chơi mà có điện thoại gọi đến, bạn nghe điện thoại game nó ngừng lại, thì sau khi mà các bạn quay trở lại game á thì cái thông tin trong game nó đã khác rồi. Thường là giống như là thầy hay lấy ví dụ cái này á, là cái đoạn là các bạn đang chơi một cái game đối kháng, đúng không, game nhập vai, bạn đang đi đánh cặp đánh quái đúng không, có ai đó gọi điện thoại cho các bạn, sau khi các bạn nhận cuộc gọi xong là bạn thấy đã về thành dưỡng sức rồi đó. Rồi tiếp theo nữa là cái loại thứ hai mà chúng ta gọi là unbound service, thì ở trên slide thì đang gọi như với cái tên là static service đó. Thì đây là một cái service chạy bất kỳ, nó sẽ không có liên kết với một cái chương trình nào hết, và khi chạy lên nó sẽ chạy ở phía background, được không ạ? Nó nằm ở với cái ra, nó chạy một cái tác vụ gì đó. Và thông trên hiện tại trên cái ứng dụng Android chúng ta đó, thực tế thì nó cũng có rất là nhiều cái static service này, được không ạ? Đây là những cái service của hệ thống. Thầy lấy ví dụ như là một cái service mà các bạn rất là thường hay sử dụng, nhưng mà thầy nghĩ là chắc nhiều khi bạn không để ý đâu, đó là service kiểm soát các cuộc gọi hay là tin nhắn đó các bạn. Cuộc gọi hay tin nhắn là đang có những cái service nó chạy để làm gì, để khi có cuộc gọi gọi đến thì cái service nó sẽ bung lên, nó nhận cuộc gọi cho các bạn. Hay là có tin nhắn nhận đến, tin nhắn gửi đến, đúng không? Thì các bạn thấy là ứng dụng nhận tin nhắn nó sẽ chạy. Đó, thì trên đây là hai cái loại ví dụ ha, về cái service mà chúng ta đang thấy. Chúng ta có là bound service, là static service, hay mình gọi là unbound service. Bound là service nó sẽ gắn kết với một cái chương trình nào đó. Unbound thì service không gắn kết với chương trình nào hết. Xin lỗi, có gì không các bạn? Alo. Có ai hỏi gì không? Dạ không thầy. Rồi, như vậy thì các bạn có thể hình dung sơ bộ về cái khái niệm service rồi đúng không? Rồi có một cái loại thứ ba đó, thì cái loại này gọi là intent service. Thì đây thực ra là một cái loại service đặc biệt thôi các bạn. Thì về cái loại intent service này á thì nó khá là đơn giản thôi. Đó là một cái service mà khi chạy lên, cái bạn cho nó chạy lên, nó thực hiện công việc ở phía background và nó thực hiện có một lần thôi. Tức là chạy hết công việc là tự động nó thoát luôn. Tự động nó thoát luôn các bạn ha. Thì mình gọi đó là intent service. Là nói nôm na, intent service là cái loại service mà chúng ta chỉ chạy một lần và sau khi chạy xong thì mình thoát luôn. Thì mình gọi nó là intent service. Rồi ngoài ra nữa thì người ta có một cái khái niệm gọi là hybrid service. Thì hybrid service là cái mô hình mà mình kết hợp mà hai hay ba loại service phía trên lại với nhau, thì mình tạo ra cái gọi là hybrid service. Đó, thì đây là cái phân loại service trong Android. Rồi thì về cái mục đích của cái việc mà sử dụng service thì các bạn có thể xem thêm ở trong slide dùm cho thầy.
Về mục đích này á, về mục đích này á thì chắc các bạn có thể đọc để mà chúng ta lưu ý đấy ha. Một đó là gì? Thực hiện các giao tác trong database. Hai là có thể là thực hiện các cái kết nối mạng. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng á, cái gọi là thực hiện các cái tác vụ kết nối database mà ở trên Android á, thì cái này thì nó có vẻ là không 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 đúng đắn lắm, tại vì cái database trên Android mà chúng ta đang sử dụng là SQLite, thì cái việc mà kết nối và sử dụng SQLite thì nó sẽ không có quá dài lắm để mà chúng ta thực hiện theo cái dạng service ha. Nhưng mà ở đây á thì cái phần này chỉ đúng khi mà các bạn mở một kết nối ra bên ngoài, kết nối về một cái database server mà đang nằm ở trên một cái máy chủ khác. Rồi về thực hiện cái giao tác, cái gọi là network transaction, tức là truyền thông tin trên mạng, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái vấn đề khá là rắc rối, tại vì thông thường khi bạn mở một kết nối ra ngoài thì cái thời gian đáp ứng ấy, nó khá là lâu, nó tùy thuộc vào trạng thái kết nối mạng trên trên hệ thống của các bạn, tức là hệ thống các bạn có nhanh hay chậm, tùy thuộc vào cái thông tin của máy chủ, tùy thuộc vào cái hệ thống máy chủ mà các bạn đang kết nối đến. Cái máy chủ đó nó đang busy, nó đang là rảnh rỗi, nếu nó đang busy thì bạn kết nối cũng sẽ rất là chậm. Và như vậy nếu các bạn mở thẳng cái kết nối ở trong cái ứng dụng của chúng ta thì rõ ràng các bạn thấy là khi mà lên kết nối vào, thì khi anh mở một kết nối ra ngoài, kết nối đến một cái hệ thống mạng bên ngoài thì rõ ràng nó phải ngồi đó chờ, và các bạn thấy là trong cái khoảng thời gian client chờ thì nó sẽ không làm gì được hết, nó dẫn đến cái chuyện là sẽ rất là người dùng sẽ rất là khó chịu. Thì đây là cái mà như vậy khi các bạn sử dụng cái mô hình service thì service nó chạy bên dưới, kết nối xong nó có thể notify lên để mà chúng ta tiếp tục cái công việc của mình. Rồi play music, play in music thì đây là một cái mà các bạn thấy là đang được sử dụng rất là nhiều. Thực ra trước đây á thì các ứng dụng mobile không nhiều, nhưng mà trong đó cái phần mà nghe nhạc là một cái vấn đề mà nhiều người rất là quan tâm. Thì cái thời xa xưa bạn thấy không, trên những hệ thống Nokia thì ngoài cái chuyện là nghe gọi, Nokia còn hỗ trợ chúng ta cái việc là phát ra những cái bài nhạc khác nhau, được không ạ? Và nó cho các cái bạn tải nhạc lên thẻ nhớ, đưa vào trong cái thiết bị Nokia, xong nó sẽ phát nhạc trong cái khoảng thời gian mà chúng ta là không làm gì, đúng không ạ? Chúng ta muốn giải trí có thể thông qua Nokia, các bạn có thể nghe nhạc được những cái máy thời thời đó ha. Thì ngày nay cái khả năng nghe nhạc cũng đang được rất được quan tâm, ngày nay cái khả năng nghe nhạc mới rất được quan tâm ở đây. Thì phần này thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái phần là nghe nhạc này. Rồi kế tiếp nữa đó là cập nhật cái gọi là update content provider, thì có thể thông qua service để mình cập nhật cái nội dung trong content provider, cái thông tin mà chia sẻ chung ha, nó tạo ra cái phần mà chia sẻ dữ liệu chung cho nhiều người khác nhau. Thì đây là những cái mà liên quan đến chức năng của service mà các bạn có thể tham khảo thêm. Thì về cái service đầu tiên á mà chúng ta tìm hiểu ở đây gọi là static service, thì static service là cái service mà được khởi động và chạy bởi một cái thành phần ứng dụng, và những service này á là có thể chạy để mà thực hiện các tác vụ lập vô tận. Mình có thể thực hiện những tác vụ lập vô tận, đó là run indefinitely ha, run indefinitely tức là lập vô tận luôn trong cái background cho đến khi mà nó kết thúc, hoặc là nó hay là chúng ta là hệ thống kết thúc, hệ thống stop. Thì đây những cái service này nó chạy nền, và vì những có rất là nhiều cái service nó đang chạy theo cái dạng là indefinitely ở đây, dẫn đến là khi những service này chạy ở phía background nó sẽ tiêu thụ năng lượng, tức là tiêu thụ pin, rồi tiêu thụ về cái performance tức là RAM với CPU của hệ thống, dẫn đến cái hệ thống sẽ chậm chạp, đúng không ạ? Cho nên là Google mới hạn chế lại hầu hết những cái service kiểu này, tại vì thực ra những service này thì cần có cũng được mà không có cũng không sao, được không các bạn? Thì đây là cái gọi là static service. Và đối với cái static service khi mà các bạn tạo ra thì một cái service này nó sẽ thừa kế từ cái lớp service. Thực ra là static service lẫn bound service thì nó đều thừa kế từ cái star từ đều thừa kế từ cái lớp service hết, và nó đều có những cái hàm giống nhau ở đây. Chỉ có điều là bạn can thiệp và xử lý vào những cái hàm nào để mà chúng ta có được chức năng tương ứng thôi. Thì ví dụ ở đây thì chúng ta đây quay tiếp là cái static service đó, thì mình không có cái hình mô tả cái vòng đời ở đây. Thì đây thì về cái static service thì cả hai cái static service lẫn bound service thì đều thừa kế từ cái lớp là service, và có những cái phương thức giống như các bạn đang thấy trên slide. Thì on create là nó khi tạo ha, on destroy là hủy,
Rồi on start comment, sau khi on create chạy xong là on start comment nó chạy. Rồi buy với unbuy, với rebuy thì cái này liên quan đến bao service, có nghĩa là nếu các bạn tạo ra cái static service không cần xử lý ba hàm này. À, còn nếu các bạn tạo ra bao service thì mà phải cần xử lý ở đây để mà cho phép là ứng dụng chúng ta có thể bay lên ngược trở lại, tức là khi mà các bạn chạy cái main activity nó phát hiện có cái service nằm ở dưới, nó sẽ gắn kết lại service và load lại trạng thái đang lưu trữ trên service lên. Ví dụ như bạn đang nghe nhạc, bạn xử lý theo cái kiểu là bao service, có nghĩa là các bạn mở cái activity lên play music thì cái music nó sẽ chạy ở phía dưới cái service, sau đó bạn hai tức là ẩn cái ứng dụng xuống, thu cái ứng dụng lại cho nó chạy phía background, rồi cho cái ứng dụng khác chạy. Một lúc sau các bạn có thể mở cái ứng dụng nghe nhạc lên thì bạn sẽ thấy là cái ứng dụng nó cái ví dụ ứng dụng đang hát bài nào, đang play cái bài nào thì nó hiện cái bài hát ra, và nó có cái thanh indicator, cái thanh progress bar đó, nó thể hiện là cái vị trí của đang hát là bài phút thứ mấy chẳng hạn. Đó, thì đây là cái ví dụ về cái gọi là cái bao service, nó là như vậy đó các bạn ha. Rồi tiếp theo á là cái một cái khác nữa trong cái service, đây là intent service. Thì nói nôm na intent service này nó cũng có cái dáng dấp của cái gọi là cái static service, tại vì nó thực ra là cái loại service và nó chạy có một lần thôi, chạy cho đến khi nào mà nó kết thúc công việc thì thôi. À, thì đây là cái loại là cái intent service. Thì đối với ta đối với cái static service và đối với cái bao service thì chúng ta đều thừa kế từ cái lớp service, thì cái intent service sẽ thừa kế từ cái lớp là intent service ha. Đó, thừa kế từ cái lớp intent service. Thì intent service ở đây thì thường nó là một cái lớp con của lớp service, và khi bạn tạo ra intent service thay vì bạn thừa kế từ lớp service, bạn sẽ thừa kế từ cái lớp intent service luôn. À. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái ví dụ tạo ra một cái service, ví dụ thầy chơi tạo ra một cái service nhỏ nhỏ demo với các bạn. Thì cái service này là thuộc dạng là unbound service hay là gọi là static service đây. Rồi cái này thì làm cái bài nhỏ nhỏ là để play music thôi các bạn nha. Thì các bạn mở Android Studio lên, thì chúng ta tạo ra một cái project mới, Empty Activity thôi, mình sẽ đặt tên cái project này đó là music service, music unbound đi, unbound hay static cũng được các bạn nha. Music unbound service được không các bạn? Tạo được chưa? Rồi finish ha. Thì kiếm một cái bài nhạc MP3, hôm trước thầy cho các bạn một cái bài rồi đúng không? Nếu không có thì lấy cái bài của thầy cũng được, còn nếu có thì các bạn lấy cái bài của các bạn ra, bài nào cũng được các bạn, không quan trọng. MP3 ha. Thư mục raw, tạo thư mục raw. Ủa nó chưa xong cái này nha, các bạn đợi chút xíu nha. Tạo thư mục raw, tải áo lụa Hà Đông đúng không? Rồi, lấy chuột vải vô red, chọn new, chọn là folder, chọn raw. Raw resource folder. Và finish. Rồi sau đó các bạn copy một cái bài MP3, yêu cầu á, là viết theo dạng snake cây nha, tên là nếu bạn có cái file đó mà nó không có cái tên đầy đủ á, đâu rồi cái raw đâu rồi, ok sai sai rồi nè, delete
Nói thế này thầy chọn sao nó bị sai đó. Folder raw. Raw tại sao nó ra thành cái từ sụp? Xóa đi các bạn. Raw trong cái từ sụp ta chọn sao nó ra cái từ sụp các bạn. Xóa đi. Đây, raw nè. Rồi các bạn copy file MP3. Ví dụ thầy thấy là cái file của thầy là phải để như vậy nè các bạn. Áo lụa mà thấy không? Áo gạch dưới lụa. Đừng viết chữ không có chữ hoa chữ thường được ở đây nha. Cái này là quy ước mà viết resource của Android. Viết những cái tập tin resource của Android. Các bạn xem nè, có vấn đề gì ở đây không? Em ấy các bạn. Rồi chuẩn bị như thế này cho thầy nha. Cho các bạn thêm 2 phút nữa để chuẩn bị nha. Rồi chúng ta đi làm giao diện nha các bạn. Trong đây thì chúng ta đi làm giao diện. Cảm ơn các bạn. Đợi em xíu nè. À.
rồi đấy. Rồi đúng không? Em cứ để file MP3 thôi, em coi lại tự hành. Cái này liên quan đến cái file thôi, cái chấm hỏi thì là cái file em xác định đấy chứ. Có chừng cái chấm MP3 em mở em ra coi cái file raw, em đừng quan tâm đến cái này. Mấy cái thứ này là nó thay nó không có ổn định đâu. Còn bây giờ em mở ra nè, em mở ra Open in Explorer, em coi cái file của em á. Trong raw này em coi cái file của em là đúng MP3 không? Có chừng file test này là MP3.txt là không được. Được chưa? Và nhớ là viết theo dạng snake cây nha, hoặc là bạn viết áo lùa sát luôn, không có dấu gạch dưới, hoặc là viết có nếu mà muốn tách ra thì phải dùng gạch dưới. Rồi sau đó các bạn hãy qua cái file là main activity. Làm hai cái nút play và stop thôi các bạn. Cái này đi. Làm hai cái nút play và stop thôi. Kéo hai cái button thả vô. Thì đơn giản thôi các bạn, cái gì khó khăn đây hết ha. Rồi, cái này nè, bạn cho mở cái attribute ra. Cái nail trên, nail trái, không phải. Thì ở đây bạn chỉ cần trên là bạn cho thành là khoảng 32, cách chút được các bạn ha. Này cho là 6, 6. Rồi, vậy đi. Cái này cũng vậy, cho nail trên. Tự động nó hit lên cái cần gần nhất đó các bạn. Tôi yên tâm ha. Trái phải, trái phải là cho 16, 16 luôn. Rồi ở giữa cái trên nó cắt hàng bố à, thấy không? Rồi qua đây đặt cái này là btn ta play hả? Play play, đây là cái test là play refactor ha. Test là cho play. Đây là stop, test chữ này stop. Rồi cái này nút btn stop. Được chưa? Xong rồi á thì chúng ta sẽ tạo ra cái service các bạn. Đặt tên là Play Play Music Service đi ha. Đây, click chuột phải vô trong cái này của mình, chọn cho đúng cái thư mục, cái bucket luôn à. New Service. Thì thầy nhắc lại với các bạn, Bound Service và Unbound Service, hay là trên slide mình gọi là Static Service. Bound Service và Static Service là giống nhau. Trong trường hợp này thầy đang demo cái gọi là Bound Service ha. Unbound service tức là static service, đây là mới demo là unbound hay là static service. Thì đặt tên nó là
Play Music. Rồi mấy cái Apple có enable thì bạn có thể check cũng được, bỏ cũng được sao các bạn. Tại vì đây option thôi, finish xong. Khi bạn tạo service như thế này thì các bạn sẽ thấy là trong cái main Android, Android manifest nó sẽ có thêm cho bạn cái dòng này. Thấy chưa? Và ở đây á là khai báo trong Android manifest cho biết là cái Play Music Service nó là một cái service. Còn nếu bạn không có cái dòng này thì Android Music Service, Play Music Service nó chỉ là một Java class thôi. Mặc dù nó thừa kế từ cái service nhưng mà cái service đó chưa khai báo trong Android manifest, nó cũng không chạy được ở dạng service. Đó là điều mà các bạn lưu ý ở ở đây. Được chưa? Hình dung được vấn đề không các bạn? Dạ được thầy. Do đó đó là cái vấn đề mà copy code thì bạn vẫn copy code được, nhưng mà copy xong thì phải nhớ là làm cái gì thì phải khai báo thêm cho Android manifest chứ không nó không chạy đâu. Rồi về cái play, trong cái play music service thì thầy sử dụng là cái phần của bài hôm trước, tức là thầy sử dụng cái media player. Còn nhớ cái media player không? Dính bằng phím tiếng Hoa. Sao? Đây là player ha. Thì sao? Sao Mai ơi? Mạng à. Rồi nếu em làm cái gì không kịp em cứ nhắn thì thầy dừng lại thôi, có sao đâu, bình thường mà. Rồi đến đây em tạo được cái service chưa? Cứ chụp phải vô cái bắt kịp là VN update music bound, music unbound service của mình nè ha. Music unbound gì? Unbound service nè. Em chọn là new đúng không? Chọn là service, service. Rồi sau đó mình đặt cái tên nó là Play Music Service. Rồi đến đây là player, cái chỗ unbound này nè thì cái phần này mình sẽ không có sử dụng nên bạn cho nó return null đi. Cái này á on by này chỉ sử dụng trong bound service thôi, còn unbound service mình không cần. Rồi mình sẽ viết cái hàm, mình override lên cái hàm on relay, kiểu on relay ha, on relay enter thì override lên cái hàm này là chẳng qua là để mình thực hiện cái việc tạo ra cái player thôi các bạn. Player bằng new media player đúng không? Thì khi bạn bạn tạo cái media player này á thì bạn sẽ cần đưa vào một cái context. Thì cần test này á thì có thể dùng chữ dist cũng được các bạn. Dist là của cho dist thì Android ar ha chấm raw chấm não luôn. Rồi, cái này nó không cho à, cái này không cho mình music, nó không cho mình cái thành test rồi. À media new chấm relay, không có new các bạn, phải quên relay deep deep ha, create các bạn, tạo ra cái media này ha, media create tức là mình dùng cái mình gọi cái hàm create thôi. Cái hàm create là một static method media media player.
Được chưa? Của em cái chữ gì đây nó bị nó đỏ lên. Đâu xe lên này coi.